Vòng loại cuối World Cup là một đấu trường mà giới chuyên môn và chính bản thân thầy Park đánh giá là cực kỳ khó nhằn cho tuyển Việt Nam. Không chỉ phải đương đầu với các đối thủ hùng mạnh, mà quá trình chuẩn bị của toàn đội đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Từ cơn bão chấn thương chưa có dấu hiệu dừng lại, đến những trở ngại trong việc thu thập thông tin về các đối thủ như Ả Rập Xê Út hay Oman. Tuy nhiên, tạm gạt qua những yếu tố đó, dữ liệu từ chuyên trang thống kê Global Football đang phát đi tín hiệu tương đối khả quan cho đội tuyển Việt Nam. Trước đây, họ cũng dự đoán chính xác về khả năng vượt qua vòng loại 2 của Hải Quế và các đồng đội. Theo đó, binh đoàn Rồng Vàng được dự báo là có 4,44% cơ hội giành vé trực tiếp đến Qatar vào năm sau. Tỷ lệ này cao thứ 10 trên 12 đội góp mặt ở vòng loại cuối của châu Á, xếp trên hai đội tuyển Liên bang và Trung Quốc, với các xác suất của họ chỉ lần lượt là 1,88% và 3,68%. Bất chấp việc những người láng giềng ở phía Bắc đang hơn chúng ta 21 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng thuật toán của Global Football vẫn đánh giá họ thấp hơn. Ngay cả khi không giành hai vị trí dẫn đầu của bảng B để sớm có suất dự World Cup 2022, thì chuyên trang này vẫn cho rằng đội tuyển Việt Nam sở hữu 12,48% cơ hội về ba bảng B, qua đó góp mặt ở vòng playoff. Các đại diện ở bảng đấu này mà Global Football đánh giá có khả năng cao nhất được dự World Cup 2022 lần lượt là Nhật Bản 83,92%, Úc 61,4%, Ả Rập Xê Út 31,48% và Oman 8,24%. Quay về với tình hình thực tế, Oman lại được xem là đối thủ dễ chịu hơn cả cho tuyển Việt Nam. Bởi trong quá khứ, nhờ lối đá gắn kết hơn và khả năng chớp thời cơ nhanh nhạy, chúng ta thường có thành tích khá tốt trước các quốc gia vùng vịnh. Trong khi ngoại trừ ngôi sao Vũ Lỗi, tuyển Trung Quốc hiện sở hữu một lực lượng già cỗi, do lứa trẻ không đáp ứng yêu cầu, nhưng họ lại đang thành công nhờ chính sách nhập tịch, với 4 cầu thủ chất lượng gốc Brazil mà mới nhất là sự bổ sung mang tên Alan Cadet. Tiền đạo này chính là bạn thân lẫn đối tác ăn ý của Neymar hồi còn ở Santos. Do đó, không thể xem nhẹ thầy trò lý thuyết tại chiến dịch này. Nhật Bản với hàng loạt ngôi sao đang chinh chiến tại trời Âu mà nổi bật là Minamino, Kubo, Yoshida, hay Úc với những Mark Ryan, Tom Rosic, Jason Evans được xem là trội hơn hẳn các đối thủ còn lại ở bảng B. Vậy nên, nếu tuyển Việt Nam xuất sắc giành được ưu thế về điểm số trước Oman và Trung Quốc, chúng ta sẽ còn phải cạnh tranh quyết liệt với Ả Rập Xê Út cho vị trí thứ 3, nhằm tìm kiếm cơ hội ở vòng tranh vé vớt. Đối thủ này tuy đã 3 lần vô địch châu Á, 5 lần góp mặt ở các vòng chung kết World Cup nhưng lại đang chuyển giao lực lượng. Họ cũng chỉ triệu tập toàn bộ các cầu thủ đang thi đấu trong nước cho các lượt trận đầu ở vòng loại lần này. Nhưng nên nhớ, trong đó có đến 8 gương mặt từng dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nga vào năm 2018. Tự chung lại, cơ hội cho ông Park và các học trò vượt qua chiến dịch này thật sự không quá cao. Tuy nhiên, đây là dịp hiếm có để các cầu thủ trình diễn trước các nhà tuyển trạch quốc tế, để toàn đội xác định chính xác vị trí của Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu Á, qua đó chuẩn bị cho những mục tiêu cao hơn ở tương lai. Theo các bạn, liệu các chàng trai áo đỏ có làm nên bất ngờ tại vòng loại này? Hãy để lại ý kiến để cùng bàn luận với Saba Sport và mọi người nhé!